Đấy. Đây là sâm đương quy. Đây, loại cổ rất là to và ưng mắt. Sáng nay mình đã trà sạch và rửa qua nước mưa. Bây giờ tiến hành phơi khô. Tiến hành phơi khô xong thì bây giờ mình chuẩn bị ngâm rượu. Loại này loại phải 3-4 năm tuổi này các bạn này. Cổ to, ưng mắt, nhiều rễ, rễ đẹp. Và gì ạ? Và nó tích rễ, rễ cổ to. Đó, 3-4 củ một cân các bạn nhé. Loại này chắc khoảng 3 củ một cân, sáng nay mình cân thử rồi. Đây, thì bây giờ mình sẽ tiến hành ngâm rượu để phục vụ của tất cả mọi người có cái rượu chất lượng tốt. Sâm đương quy được đánh giá là rất tốt cho phụ nữ sau sinh. Khí huyết không đều. Đấy, kinh nguyệt không đều. Và cũng hỗ trợ bổ gan, mát gan, giải độc cơ thể. Sâm đương quy cũng giúp mình ăn ngon miệng và thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Ngoài ra cũng rất nhiều công dụng khác. Mặt hàng cực kỳ thơm và có chất lượng. Đây là mặt hàng sâm đương quy mà bà con dân tộc ở Hà Giang trồng. Thì sau đây mình sẽ tiến hành mình cho vào trong bình. Các bạn nhìn thấy ưng chưa? Đó. 4 củ cho vào đây thì tuyệt vời ông mặt trời. Bình này là mình lấy cái bình 7 lít. Thơm lắm các bạn. Đây trồng cái mặt đồng thuốc bắc này có cái trong đường quỳ này, quỳ tốt và thơm. Đây các bạn có thể nhìn lại nhá. Tìm được mặt hàng cổ to như này không phải là dễ. Giá trị thẩm mỹ cao, cổ to rất là ưng mắt. Chào đây nha. Ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành đổ rượu vào. Không đổ đầy hẳn các bạn, đổ bớt đi. Nhìn rất ưng mắt. Sau khi tiến hành đậy nắp rồi các bạn này, đấy thì được cho một cái bình sâm cực kỳ ngon và có giá trị thẩm mỹ rất là cao. Đấy. Các bạn nhìn này. Đó. Các bạn cần hàng ngâm sẵn hoặc là chưa ngâm liên hệ với mình theo số điện thoại 086 608 3832 0356 241484. Đấy. Em máy mọi lúc mọi nơi. Đấy. Rồi. Hôm nay là ngày 6 tháng 11. Hàng mình ngâm thì bán các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.